các em đến với video dạy học trực tuyến môn toán chính do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú thực hiện. Thầy là Nguyễn Thanh Nga, giáo viên toán trường Trung học cơ sở Đặng Trần Côn. Hôm nay thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chủ đề tỉ số lượng giác của góc nhọn. Chủ đề này chúng ta sẽ được học trong 2 tiết. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em tiết đầu tiên. Trước khi bắt đầu tiết học, các em cần chuẩn bị một góc học tập thật yên tĩnh, một chiếc máy tính cầm tay, vở ghi, bút thước và các dụng cụ học tập khác. Lưu ý, trong quá trình học, các em có thể nhấn nút tạm dừng để suy nghĩ và làm bài vào vở, sau đó nhấn tiếp tục để theo dõi tiếp bài học và có thể quay lại để xem các nội dung chưa hiểu rõ. Nội dung chủ đề ngày hôm nay gồm có 4 phần. Phần thứ nhất, khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn. Phần thứ hai, tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Phần thứ ba, bài tập áp dụng và trò chơi. Cuối cùng là củng cố và dặn dò. Trước khi đi vào phần đầu tiên, chúng ta cùng nhắc lại vai trò của các cạnh trong một tam giác vuông. Trong một tam giác vuông có góc nhọn alpha, thì cạnh nằm đối diện với góc vuông được gọi là cạnh huyền. Cạnh nằm đối diện với góc alpha được gọi là cạnh đối của góc alpha. Và còn lại là cạnh kề của góc alpha. Khi đó, tỉ số của cạnh đối trên cạnh huyền được gọi là một tỉ số lượng giác của góc nhọn alpha. Vậy các tỉ số lượng giác còn lại của góc nhọn alpha là gì? Chúng ta cùng đi vào phần đầu tiên. Một nhỏ, khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn. A. Định nghĩa. Như lúc nãy thầy vừa giới thiệu, thì tỉ số của cạnh đối trên cạnh huyền được gọi là một tỉ số lượng giác của góc nhọn alpha. Và tỉ số này được gọi là sin của góc alpha, ký hiệu sin alpha. Ta có công thức sin alpha bằng cạnh đối trên cạnh huyền. Tỉ số tiếp theo là cạnh kề trên cạnh huyền. Tỉ số này được gọi là cos của góc alpha, ký hiệu cos alpha. Ta có công thức cos alpha bằng cạnh kề trên cạnh huyền. Tỉ số tiếp theo là cạnh đối trên cạnh kề. Tỉ số này được gọi là tan của góc alpha, ký hiệu tan alpha. Ta có công thức tan alpha bằng cạnh đối trên cạnh kề. Và cuối cùng là cạnh kề trên cạnh đối. Tỉ số này được gọi là cotan của góc alpha, ký hiệu cotan alpha. Ta có công thức cotan alpha bằng cạnh kề trên cạnh đối. Vậy với một góc nhọn trong một tam giác vuông, chúng ta có 4 tỉ số lượng giác: sin, cos, tan và cotan. Do độ dài của các cạnh trong một tam giác vuông luôn có giá trị dương, nên các tỉ số lượng giác cũng luôn có giá trị dương. Ta có một nhận xét đầu tiên: các tỉ số lượng giác của một góc nhọn luôn dương. Đồng thời, trong tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh dài nhất, do đó các tỉ số cạnh đối trên cạnh huyền và cạnh kề trên cạnh huyền đều bé hơn 1. Nên thầy có thêm một nhận xét nữa, đó là sin của góc alpha và cos góc alpha đều bé hơn 1. Để tránh nhầm lẫn giữa các tỉ số lượng giác, chúng ta cùng theo dõi câu chuyện sau đây nhé. Câu chuyện của sin. Sin đi học, cứ khóc hoài. Thôi đừng khóc, có kẹo đây. Điều đặc biệt trong câu chuyện này là ba chữ cái đầu trong câu sin đi học cũng chính là ba chữ cái đầu trong công thức sin bằng đối trên huyền. Ba chữ cái đầu trong câu cứ khóc hoài là ba chữ cái đầu trong công thức cos bằng kề trên huyền. Tương tự, ba chữ cái đầu trong câu thôi đừng khóc là ba chữ cái đầu trong công thức tan bằng đối trên kề. Cuối cùng, ba chữ cái đầu trong câu có kẹo đây là ba chữ cái đầu trong công thức cotan bằng kề trên đối. Vậy khi nhớ được câu chuyện này, ngoài việc không bị nhầm lẫn giữa các tỉ số lượng giác, các em còn nhớ được kiến thức lâu hơn. Câu chuyện này rất ngắn và rất là dễ thuộc, đúng không các em? Để chủ động hơn trong các ví dụ tiếp theo của thầy, thì các em có thể tạm dừng video để học các tỉ số lượng giác nhé. Bây giờ các em cùng thầy áp dụng các tỉ số lượng giác để làm ví dụ sau đây nhé. Ví dụ, cho tam giác ABC vuông tại A, có AB bằng 3cm, AC bằng 4cm, BC bằng 5cm, hãy so sánh. Câu A, sin góc B và cos góc C.
Đầu tiên, ta tính sin gốc B. Trong tam giác ABC vuông tại A, ta có sin gốc B sẽ bằng cạnh đối trên cạnh huyền. Cạnh đối của gốc B là cạnh AC và cạnh huyền là cạnh BC. Do đó, sin gốc B sẽ bằng AC trên BC. Thay AC bằng 4, BC bằng 5, ta được sin gốc B bằng 4 phần 5. Tương tự với cos của gốc C. Cos gốc C bằng kề chia huyền. Kề của gốc C là cạnh AC, huyền là cạnh BC. Do đó, ta có cos gốc C bằng AC trên BC. Thay số vào, ta được cos gốc C bằng 4 phần 5. Ta thấy sin gốc B và cos gốc C đều bằng 4 phần 5. Do đó, hãy kết luận sin gốc B bằng cos gốc C. Câu B, so sánh tan gốc B và cotan gốc C. Tương tự như câu A. Đầu tiên, để tính được tan gốc B, ta xét tam giác ABC vuông tại A. Tan thì bằng đối trên kề. Đối của gốc B là cạnh AC. Kề của gốc B là cạnh AB. Do đó tan gốc B sẽ bằng AC trên AB. Thay số vào, ta được tan gốc B bằng 4 phần 3. Cotan gốc C bằng kề chia đối. Kề của gốc C là cạnh AC. Cạnh đối của gốc C là cạnh AB. Do đó, cotan gốc C bằng AC trên AB. Thay số vào, ta được cotan gốc C bằng 4 phần 3. Ta thấy tan gốc B và cotan gốc C đều bằng 4 phần 3. Nên thầy kết luận tan gốc B bằng cotan gốc C. Qua ví dụ này, ta rút ra được nhận xét. Với BC là hai góc phụ nhau, tức tổng số đo của chúng bằng 90 độ, thì sin gốc này bằng cosin gốc kia, tan gốc này bằng cotan gốc kia. Nhận xét này cũng chính là định lý mà chúng ta sẽ được học trong phần tiếp theo. Hay nhỏ, tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Định lý: nếu hai góc phụ nhau thì sin gốc này bằng cosin gốc kia, tan gốc này bằng cotan gốc kia. Vì tổng số đo của hai góc phụ nhau bằng 90 độ nên thầy có công thức tổng quát. Với góc nhọn alpha, thầy có sin alpha sẽ bằng cos của 90 độ trừ alpha. Cos alpha sẽ bằng sin của 90 độ trừ alpha. Tan alpha sẽ bằng cotan của 90 độ trừ alpha. Và cotan alpha sẽ bằng tan của 90 độ trừ alpha. Ví dụ, sin 30 độ sẽ bằng cos của 90 độ trừ 30 độ bằng cos 60 độ. Tan 22 độ sẽ bằng cotan của 90 độ trừ 22 độ bằng cotan 68 độ. Các em chú ý, sau này khi viết tỷ số lượng giác của một góc nhọn trong tam giác, ta có thể bỏ ký hiệu gốc đi, chẳng hạn sin gốc A ta ghi là sin A. Bây giờ chúng ta cùng áp dụng các kiến thức vừa học để làm bài tập vận dụng sau đây. Ba nhỏ, bài tập vận dụng. Cho hình vẽ tính độ dài cạnh EF làm tròn đến chữ số hợp phân thứ nhất. Ta thấy EF trong tam giác DEF vuông tại D đóng vai trò là cạnh huyền. Đề cho góc E bằng 55 độ và cạnh đối của góc E cạnh DF dài 10,8 cm. Cho cạnh đối, yêu cầu tìm cạnh huyền. Vậy chúng ta sẽ sử dụng tỷ số sin gốc E. Xét tam giác DEF vuông tại D, ta có sin của gốc E bằng cạnh đối trên cạnh huyền, tức là bằng cạnh DF trên EF. Thay số vào, ta được sin 55 độ bằng 10,8 trên EF. Sin 55 độ, thầy có thể viết dưới dạng sin 55 phần 1. Khi đó tích của EF nhân 55 độ sẽ bằng tích của 10,8 nhân 1. Để tìm EF, ta sẽ lấy tích 10,8 chia cho thừa số sin 55 độ
Bây giờ ta sẽ sử dụng máy tính cầm tay để đi tính kết quả của phép chia này nhé. Các em cùng theo dõi thao tác bấm máy của thầy. Đầu tiên, các em nhập 10,8. Sau đó, các em nhập phím phân số. Dưới mẫu, các em sẽ nhập sin 55 độ. Để nhập sin 55 độ, các em nhập cho thầy phím sin và nhập số 55. Đóng ngoặc bằng. Ta có kết quả là 13,184,36556. Làm tròn kết quả trên đến một chữ số hợp phân, ta có EF gần bằng 13,2 cm. Vậy qua bài tập vận dụng này, chúng ta đã tính được độ dài của một cạnh trong tam giác vuông khi biết được số đo của một góc nhọn và một cạnh trong tam giác vuông đó. Để thay đổi không khí tiết học, chúng ta cùng tham gia trò chơi sau đây các em nhé. Đã lâu rồi các em chưa được đi biển đúng không nào? Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chúng ta phải tạm ngưng đến trường và cũng không được đi biển. Tuy là tạm ngưng đến trường nhưng chúng ta không ngừng việc học. Chúng ta đang học online. Còn nếu muốn đi biển thì hãy đi cùng thầy qua trò chơi giải cứu biển xanh các em nhé. Vùng biển trước mắt chúng ta đang có 4 mẫu rác thải. Mẫu thứ nhất là đầu lọc thuốc lá, mẫu thứ hai là vỏ lon nước, mẫu thứ ba là giày cao su và cuối cùng là bao ni lông. Đi biển mà thấy rác thì chúng ta phải nhặt liền đúng không các em? Đầu tiên mình sẽ nhặt đầu lọc thuốc lá. Để nhặt được đầu lọc thuốc lá, các em cần trả lời đúng câu hỏi trắc nghiệm sau đây. Cho hình vẽ, độ dày cạnh AB khi làm tròn một chữ số thập phân sẽ là: câu A, AB gần bằng 20,6 cm. Câu B, AB gần bằng 20,5 cm. C, AB gần bằng 26,9 cm. Và D, AB gần bằng 26,8 cm. Bây giờ các em có thể tạm dừng video và suy nghĩ, sau đó chọn đáp án cho mình nhé. Xin chúc mừng những bạn đã chọn đáp án C, AB gần bằng 26,9 cm. Bây giờ mình cùng theo dõi đáp án chi tiết các em nhé. Cạnh AB trong tam giác ABC vuông tại A đóng vai trò là cạnh đối của góc C, để cho góc C là 40 độ và cạnh kề của góc C, cạnh AC dài 32 cm, cho cạnh kề và yêu cầu chúng ta đi tìm cạnh đối, thì mình sẽ sử dụng tỉ số tan của góc C, bởi vì tan của góc C sẽ bằng cạnh đối trên cạnh kề, tức là tan C bằng AB trên AC. Thay số vào và tính toán, ta có kết quả AB gần bằng 26,9 cm. Vậy là mình đã nhặt xong đầu lọc lá. Tiếp theo chúng ta cùng nhặt vỏ chai nước. Để nhặt được vỏ chai nước, chúng ta cần trả lời đúng câu hỏi sau đây. Cho hình vẽ, độ dày cạnh DK khi làm tròn hai chữ số thập phân sẽ là: A, DK gần bằng 31,96 cm. B, DK gần bằng 31,95 cm. C, DK gần bằng 16,98 cm. D, DK gần bằng 16,99 cm. Tương tự câu số 1, các em hãy tạm dừng video, suy nghĩ và chọn đáp án nhé. Chúc mừng các bạn đã có đáp án B, DK gần bằng 31,95 cm. Bây giờ các em cùng xem đáp án chi tiết nhé. Độ dài cạnh DK trong tam giác DHK vuông tại H đóng vai trò là cạnh huyền. Trong hình vẽ, để cho góc D bằng 62 độ và cạnh kề DH của góc D bằng 15 cm. Cho cạnh kề, yêu cầu đi tìm cạnh huyền. Vậy chúng ta sẽ sử dụng cos của góc D, bởi vì cos góc D bằng kề chia huyền, tức là cos D bằng DH
trên DK. Thay số vào và tính toán, ta được kết quả gần bằng 31,95cm. Với việc trả lời đúng câu hỏi số 2, mình đã nhặt được cái vỏ lon nước. Tiếp theo là giày cao su. Để nhặt được chiếc giày cao su này, các em cần trả lời đúng câu hỏi trắc nghiệm sau đây. Giá trị cos 30 độ, sin 45 độ và cos 60 độ trong bảng sau lần lượt là: câu A, căn 3 phần 2, căn 2 phần 2 và 1 phần 2. Câu B, căn 2 phần 2, 1 phần 2 và căn 3 phần 2. Các em lưu ý, mình không được sử dụng máy tính các em nhé. Bây giờ, các em hãy tạm dừng video để suy nghĩ và đưa ra đáp án nhé. Các em đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Bây giờ, cùng kiểm tra lại kết quả với thầy nhé. Để tính giá trị của các tỷ số lượng giác này, chúng ta sẽ sử dụng định lý tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Đầu tiên, cos 30 độ, nó sẽ bằng sin 60 độ. Trong bảng ta thấy sin 60 độ bằng căn 3 phần 2. Do đó, cos 30 độ cũng bằng căn 3 phần 2. Tiếp theo, sin 45 độ sẽ bằng cos 45 độ. Ta có cos 45 độ bằng căn 2 phần 2. Nên sin 45 độ cũng bằng căn 2 phần 2. Và cuối cùng, cos 60 độ sẽ bằng sin của 30 độ. Ta thấy sin 30 độ bằng 1 phần 2. Do đó, cos 60 độ cũng bằng 1 phần 2. Vậy đáp án chính xác sẽ là đáp án A. Xin chúc mừng các em đã chọn đáp án A. Bằng việc trả lời đúng câu hỏi này, các em đã nhặt được chiếc giày cao su. Và còn lại, đó là bao ni lông. Rồi, để nhặt được chiếc bao ni lông này, chúng ta cùng trả lời đúng câu hỏi sau đây nhé. Giá trị cotan 30 độ, tan 45 độ và cotan 60 độ trong bảng sau lần lượt là: A, căn 3 phần 3, 1 và căn 3. B, căn 3, 1 và căn 3 phần 3. Tương tự phút trên, các em cũng không được sử dụng máy tính. Bây giờ hãy tạm dừng video để suy nghĩ và đưa ra đáp án các em nhé. Các em đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Bây giờ cùng thầy kiểm tra lại kết quả các em nhé. Tương tự câu trên, mình cũng sử dụng định lý tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau để đi tính các tỷ số lượng giác này. Đầu tiên, cotan 30 độ sẽ bằng tan của 60 độ. Tan 60 độ trong bảng ta thấy bằng căn 3. Do đó, cotan 30 độ cũng bằng căn 3. Tiếp theo, tan 45 độ sẽ bằng cotan 45 độ. Cotan 45 độ bằng 1 nên tan 45 độ cũng bằng 1. Và cuối cùng, cotan 60 độ sẽ bằng tan của 30 độ. Tan 30 độ có giá trị là căn 3 phần 3 nên cotan 60 độ cũng bằng căn 3 phần 3. Và đáp án chính xác ở câu hỏi này là đáp án B. Xin chúc mừng các em đã chọn đáp án B. Với việc trả lời đúng câu hỏi này, chúng ta đã nhặt được mẫu rác cuối cùng là bao ni lông. Vậy là chúng ta đã nhặt xong được 4 mẫu rác, trả lời vẻ đẹp thiên nhiên cho những rạn san hô và những chú cá vàng. Sau này nếu có điều kiện, chúng ta hãy thử một lần trải nghiệm thực tế các vẻ đẹp này các em nhé. Qua trò chơi này, ngoài việc tính được độ dài của một cạnh trong tam giác vuông khi biết số đo của một góc nhọn và một cạnh trong tam giác vuông đó, thì chúng ta cũng rút ra được một bảng tỷ số lượng giác của các góc đặc biệt. Khi sử dụng máy tính, các em hoàn toàn có thể tính được các tỷ số lượng giác này. Tuy nhiên, các em vẫn có thể học các tỷ số lượng giác này để mình chủ động hơn trong quá trình tính toán. Bốn nhỏ, củng cố và dặn dò. Trong tiết học ngày hôm nay, bằng việc sử dụng các tỷ số lượng giác, các em đã tìm được độ dài của một cạnh của tam giác vuông khi biết số đo của một góc nhọn và một cạnh trong tam giác vuông đó. Bên cạnh đó,
chúng ta cũng tính được các tỷ số lượng giác thông qua định lý tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Để tiếp tục củng cố kiến thức này, các em hãy cùng thử sức với hai bài toán tự luyện sau đây nhé. Bài 1, cho hình vẽ tính độ dài cạnh DK, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất. Bài này thì các em sẽ làm tương tự bài tập áp dụng nhé. Bài số 2, hãy viết các tỷ số lượng giác sau thành tỷ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45 độ. Sin 65 độ, cos 71 độ, tan 59 độ và cotan 82 độ. Để thực hiện được yêu cầu của bài toán này, các em hãy sử dụng định lý tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau nhé. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thầy chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.